Chú mua năm nay là năm thứ hai. Năm ngoái chú mua là cái thấy may mắn nhiều hơn. Từ trước giờ chú chưa mua nên là lần này chú đi mua. Năm ngoái mua, năm nay đi mua tiếp. Vào cũng không phải trên lần sâu đẩy như năm ngoái đúng không? Đúng rồi, năm nay là mọi người không lộn xộn, không mất trật tự như năm ngoái. Do dịch cúm corona là cũng vắng hơn năm ngoái. Sáng nay ngày 3 tháng 2, tức ngày 10 tháng Giêng âm lịch, hay còn được gọi là ngày vía thần tài trong dân gian, rất nhiều người đã có mặt tại con phố vàng Trần Nhân Tông để chờ đợi mua vàng lấy may trong năm mới. Thế nhưng, theo ghi nhận của chúng tôi, những phóng viên của truyền hình Vietnamnet, thì lượng người đến đây mua vàng giảm hẳn so với mọi năm. Được biết, một trong những lý do khiến cho con phố này vắng vẻ hơn mọi năm là bởi lẽ năm nay, nhiều người lo ngại phải xếp hàng chen lấn ở nơi đông người khi mà dịch viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp. Xếp hàng từ số 3 giờ. Hôm nay có một mình, tại vì là năm nay có cái dịch sốt corona nên là mọi người cũng không được đông như năm ngoái. Đấy. Có mỗi cái khác mọi năm là như thế, còn mọi năm là đông lắm. Năm ngoái thì em cũng đến muộn hơn, năm ngoái tầm 5 giờ hơn 5 giờ, nhưng mà năm ngoái đông hơn. Năm nay chắc là dịch cúm nên mọi người ở nhà ẩn. Sao năm nay mình quyết định đi sớm ạ? Bởi vì năm ngoái thấy đông quá, năm nay xếp sớm để còn được mua sớm, về sớm. Thực ra tâm lý mình rất sợ, nhưng mà thấy họ đăng tin trang web ấy, bảo là hôm nay sẽ phát khẩu trang với lại rửa tay có cồn ấy. Là mình cũng gọi là yên tâm một chút. Mỗi năm thì có người yêu đi cùng, nhưng năm nay thì người yêu đi Nhật Bản mất rồi. Nên là mình sẽ mua xong gửi, nhờ người gửi sang. Bảo quản giá trị sản phẩm vững bền.